Sắp tắt máy rồi con. Cứ nhắc. Có nhiều khi nó không xăng. Không có đâu, xăng chú mới đổ sáng nay mà. Giờ sao đây? Không, giờ hai cháu mình dắt bộ đi đi ha. Lỡ trễ giờ sao con? Con không biết. Đi gặp con được bao lâu? Được một tiếng. Chết rồi, chết rồi, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Trễ rồi. Chúc ơi, cháu nó sửa xe rồi con. Cái gì đâu, nhạc bắt nữa, chiều mới xong nữa. Dạ. Dạ. Dạ, thôi bây giờ chú cứ sửa giùm con đi nha. Rồi tính tiếp. Dạ, dạ, cảm ơn chú. Chiều mới sửa xong lần. Bây giờ mình đi taxi nha. Con có thể xem chị Tố Như nhỉ? Con thấy chị Tố Như ở đâu? Chị Hai. Anh chào em. Ngày hôm nay thì anh có dẫn đến em một fan hâm mộ nhí của em, một người rất thần tượng em. Giờ tên là Phối Nghi, con giới thiệu cho chị biết đi. Thì em tên là Phối Nghi, năm nay em 10 tuổi, em học trường Lê Văn Tám. Em rất ngưỡng mộ chị, con không biết con nói gì. Con không biết con đang nói gì nữa. Vậy thôi, gặp vậy thôi, về. Hết rồi, về. Con muốn chị chỉ, em muốn chị chỉ cho em một bài nhảy. Một bài nhảy đúng không? Dạ. Một bài nhảy thì chị sợ không có thời gian, tại vì lát nữa chị còn phải đi tập nữa. Thì chị sẽ chỉ cho em một số động tác ba lê, chịu không? Phải đâu. Học múa rất là cực, nghĩa là ép dẻo, phải chú ý chân tay như thế nào, với lại phải đam mê nữa, nó mới học tốt được. Bây giờ em uống dẻo rồi, em sẽ chọc thử chị xem thử ra. Sẽ chọc không? Ừ. Wow. Chân phải trượt ra nhúng xuống, đúng rồi. Rồi, dơ chân lên. Động tác của nó phải là vậy nè. Đó, vậy nè. Đúng rồi, vậy cũng được. Tập có khó không? Cũng hơi khó chút. Bé Phối Nghi bắt bài cũng rất là nhanh. Tuy là chưa có học múa lâu nhưng mà bắt bài nhanh vậy là rất là tốt. Cũng rất là giỏi, cũng rất là có năng khiếu múa đúng không? Chú múa hả? Chú múa. Chú thì thật sự mơ con mà cháu biết múa. Từ năm 13 tuổi chị hiu vô đây là tối nào chị cũng không được đi chơi đó, nên học múa 6 giờ đến 9 giờ. Ngày nào cũng vậy á, học trong trường văn hóa thì chị học 2 buổi rồi, sáng với trưa. Rồi trong lớp á, thì chị không có ra chơi, chị ở trong lớp chị làm bài hết. Chị tập trong mầm luôn rồi không? Rất là cực, có khi hả, chày chân chóc móng hết trơn. Chị mới vừa thi đậu đại học, chẳng lẽ năm ngoái là chị tốt nghiệp múa rồi. Tại năm ngoái á, chị phải thi lớp 12, bởi phải hoãn việc múa lại. Cũng lúc đó cũng nhớ múa lắm. Vậy đó, và tới năm nay chị mới bắt đầu vô học múa lại để thi tốt nghiệp múa. Quan trọng của múa là cái độ dẻo. Múa thì nó cần cái sự tinh tế, cái sáng tạo, ý thức thì nhiều hơn. Phải đam mê nữa, nó mới học tốt được. Chị học lên mạng, chị học ở trên mạng nhiều lắm. Như là người ta có cái gì hay thì mình học theo vậy đó. Dạ, mỗi cái cục này đó. Có, nó giống như là nó phải có cái chỗ đó để mà đứng mới đứng lên được. Đó, cái này gì nè. Đó. Bú là bằng cái đôi giày thì hết. Đứng giúp mình đứng dễ hơn, rồi đứng mình nói chân. Đó, thật.
ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và ngày hôm nay bé Phối Nghe của chúng ta đã thực hiện được ước mơ của mình và hiệp sĩ cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ. Thăm biết các bé và hẹn gặp lại các bé vào ước mơ tiếp theo nha. Thăm biết. Ít nhất là bây giờ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ lần này của hiệp sĩ đã thành công rồi. Đúng là hiệp sĩ thiệt là người ta chưa kịp nói là ngoài ước mơ làm diễn viên múa thì bạn Phối Nghe của chúng ta còn muốn được gặp chị Tố Như để có thể trao dồi thêm công việc của một diễn viên múa nữa. Chưa kịp nói thì hiệp sĩ đã đi mất tiêu rồi. Nhưng mà hiệp sĩ của chúng ta quả thật rất là tài tình và lanh lợi, có thể ứng biến được trong tất cả mọi tình huống, đúng không nào? Và chị tin rằng bạn Phối Nghi của chúng ta ngày hôm nay đã có dịp gặp được người chị mà mình hằng ngưỡng mộ và học hỏi được rất nhiều cho nghề nghiệp tương lai rồi. Còn bây giờ thì chúng ta phải tạm chia tay nhau và hẹn gặp lại nhau vào tuần sau thôi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Chắp cây ngước mà tuổi thơ, để ngày mai